Bản tin thời sự an ninh ngày 18 tháng 1 năm 2022. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Hà Nội bắt hai đối tượng mang súng đi cướp, ép chủ nhà đưa 100 tỷ đồng. Cựu giảng viên đại học lãnh án vì vu khống bí thư tỉnh ủy Đạo Văn. Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn. Mất 1,8 tỷ đồng sau khi qua đêm tại nhà bạn gái mới quen qua mạng điều tra vụ truy mơ đánh nhau gây náo loạn ở cửa hàng Trang Nemo. Vợ chồng sản xuất tiền giả, lĩnh án tù thật. Gian cảnh cướp giật iPhone 13 Pro Max ở thành phố Thủ Đức. Đồng lòng trộm hơn 45.000 đô la Mỹ, cặp vợ chồng cùng vào tù. Đánh sập đường dây chuyên live stream bán vũ khí thô sơ. Bắt đối tượng tổ chức cho 4 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Đi làm móng chơi Tết, cô vợ bị chồng xông vào quán hành hung bắt quả tang vụ vận chuyển gần 27.000 bao thuốc lá nhập lậu. Sau đây là thông tin chi tiết. Hà Nội bắt hai đối tượng mang súng đi cướp, ép chủ nhà đưa 100 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ hai đối tượng Trần Văn Hào, sinh năm 1987, trú tại Gia Hành, Can Lộc, Hà Tĩnh và Phan Ngọc Trâm, sinh năm 1999, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra, Tháng 7 năm 2021, Phan Ngọc Trâm quen biết Trần Văn Hào qua Facebook, bàn bạc đi cướp tài sản. Hào lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị một xe máy, một áo và một mũ bảo hiểm Grab, ba đôi găng tay bằng vải và băng dính. Cuối tháng 10 năm 2021, Hào phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Hường của chị HTH sinh năm 1988, trú tại Hạ Bằng, Thạch Thất Hà Nội, bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đã chọn làm mục tiêu gây án. Sau thời gian theo dõi, Hào và Trâm phát hiện chị Hát thường xuyên phát trực tiếp qua mạng tại công ty cổ phần Thanh Hà, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 1, Trâm Hào đến khu công nghệ cao Hòa Lạc nhưng thấy có đông người đang chơi ở sân nên hai đối tượng ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1, thấy gia đình chị Hát đi ngủ, Hào và Trâm đột nhập vào phòng bảo vệ công ty. Hào rút súng không chế, trói anh NVC sinh năm 1987, chú tại Thạch Hòa, Thạch Thất Hà Nội là bảo vệ công ty cổ phần Thanh Hà. Sau đó Trâm đạp cửa Cả hai xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị H. Hào cầm súng, Trâm cầm dao đe dọa, khống chế vợ chồng chị H yêu cầu đưa tiền. Thấy vợ chồng chị H hét lên, Hào bán một phát súng lên trần nhà để uy hiếp, đồng thời yêu cầu đưa cho hai đối tượng 100 tỷ. Do vợ chồng chị H không có đủ tiền và xin đưa trước hai cọc tiền khoảng 200 triệu đồng cho Hào và xin đến sáng ngày hôm sau sẽ chuyển cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản. Sau khi nhận tiền, hai đối tượng dùng băng dính cuốn trói vợ chồng chị H vào ghế, đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng nạn nhân chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hào trước 12 giờ ngày 16 tháng 1 nếu không sẽ đoạt mạng cả nhà. Sau đó hai đối tượng đã bỏ trốn. Cựu giảng viên đại học lãnh án vì vu khống bí thư tỉnh ủy Đạo Văn, ngày 17 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Quý, 41 tuổi, nguyên giảng viên trường đại học Tôn Đức Thắng, thành Hồ Chí Minh và Hoàng Minh Tuấn, 42 tuổi, chú tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk về tội vu khống. Theo cáo trạng, Quý và Tuấn không có mâu thuẫn gì với ông Bùi Văn Cường, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, hiện là tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Thế nhưng cuối năm 2019, Quý gọi điện thoại cho Tuấn trao đổi nội dung ông Cường có tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh Đắk Lắk và đạo văn gian dối học thuật khi thực hiện luận án tiến sĩ đề tài nghiên cứu tác động của tổ hợp trên vịt bánh lái đến điều khiển hướng đi tàu thủy trên tuyến luồng Hải Phòng bảo vệ năm 2018 tại trường đại học hàng hải Việt Nam ngoài ra quý còn đưa nhiều tài liệu liên quan đến luận án của ông cường cho tuấn xem khi quý đề nghị tuấn ký tên vào các đơn tố cáo được tuấn đồng ý sau đó quý đưa các đơn tố cáo ông cường cho tuấn ký rồi gửi đến ban tổ chức trung ương ủy ban kiểm tra trung ương tổng bí thư chủ tịch nước và nhiều cơ quan báo chí điều đáng nói quý và tuấn biết rõ nội dung tố cáo ông cường có tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh đắk lắc là không có căn cứ sai sự thật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi sau khi nhận được đơn tố cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Tuấn và thông báo đã có văn bản chuyển đơn đến Ban Tổ chức Trung ương xem xét giải quyết. Tuy nhiên sau đó Quý và Tuấn vẫn cố ý bịa đặt, soạn thảo khoảng 200 tờ đơn tố cáo ông Cường Đạo Văn rồi gửi đến hàng trăm cá nhân tổ chức làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của ông Bùi Văn Cường. Tại phiên tòa, Quý và Tuấn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và gửi lời xin lỗi đến ông Bùi Văn Cường. Căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Quý 2 năm 9 tháng tù bị cáo Hoàng Minh Tuấn, 2 năm 6 tháng tù cùng về tội vu khống. Khởi tố vụ gian lận thi chuyên viên chính ở Lạng Sơn. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án mua bán tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định có 5 đối tượng là công chức viên chức tại địa phương này có liên quan đến vụ án. Theo điều tra ban đầu, Liễu Minh Tuấn sinh năm 1981, cán bộ phòng giáo dục nghề nghiệp, lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Lạng Sơn cùng một số cán bộ viên chức đang công tác tại một số sở ban ngành ở tỉnh và các huyện trên địa bàn tham gia thi chuyên viên chính năm 2021 ở tỉnh Lạng Sơn. Để thi đạt, Tuấn cùng với một số người đã móc nối với Đinh Thị Giang, sinh năm 1987, cán bộ phòng công chức viên chức cùng ba cán bộ khác công tác tại Sở Nội vụ để mua đề bài thi. Trong thời gian thi, bốn người trong tổ thư ký là cán bộ Sở Nội vụ đã sao chép để tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải, sau đó đem cho một số người trong phòng tin chép lại. Sự việc bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện bắt quả tang. Được biết bà Giang là vợ của Nguyễn Khắc Phương, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, hiện vụ án đang được công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Mất 1,8 tỷ đồng sau khi qua đêm tại nhà bạn gái mới quen qua mạng. Ngày 17 tháng 1, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Trần Thị Anh, 40 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm thực hiện vụ trộm gần 1,8 tỷ đồng của người bạn mới quen qua mạng xã hội. Theo điều tra, Trần Thị Anh làm quen với anh VDH, 42 tuổi và VDT, 27 tuổi, cùng ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai qua mạng xã hội vào đầu tháng 1 năm 2022 và gặp nhau vài lần để đi uống cà phê. Chiều ngày 13 tháng 1, anh em H và Trần Thị Anh đến phòng giao dịch một ngân hàng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để làm thủ tục đáo hạn rút số tiền 1,8 tỷ đồng. Sau khi rút tiền, hai anh em được anh rủ về căn nhà lầu ở đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, để tổ chức tiệc nhậu giao lưu ra mắt những người hàng xóm của anh. Tại đây thấy túi tiền to nên anh đề nghị Anh Hát mang lên phòng ngủ trên tầng 2 cất rồi xuống nhậu tiếp. Đến 20 giờ 30 phút của ngày, sau khi chia tay với những người hàng xóm, anh đề nghị tiếp tục đi hát karaoke thì được hát đồng ý. Trước khi đi, Anh Hát lên lầu, lấy trong túi tiền ra 20 triệu đồng đưa anh để trả tiền đi ăn chơi. Đến 2 giờ sáng ngày 14 tháng 1, cả ba trở về nhà của anh. Anh Hát ngủ chung với anh còn em trai ngủ ở phòng để túi tiền cùng con trai nhỏ của anh. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, anh hát thức dậy kiểm tra thì phát hiện anh cùng con trai và túi tiền đã biến mất. Nên đã hốt hoảng đến công an phường Long Trường trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố Thủ Đức đã cấp tốc chỉ đạo đội cảnh sát hình sự triển khai ngay các phương án truy tìm nghi can. Qua điều tra công an xác định căn nhà trên là do anh mới thuê trước đó chỉ vài ngày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ sau khi nhận được tin báo, các trinh sát đã tiếp cận một tiệm vàng nằm trên đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức thì phát hiện anh và đưa về trụ sở làm việc. Qua khai thác đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Điều tra vụ streamer đánh nhau gây náo loạn ở cửa hàng Trang Nemo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại cửa hàng thời trang Trang Nemo nằm trên đường Nguyễn Trãi phường Nguyễn Cư Trinh. Theo cảnh sát, vụ việc liên quan đến hai nữ streamer bán hàng khá nổi tiếng trên mạng xã hội là Nguyễn Hương Trang, còn gọi là Trang Nemo, và Trần Nguyễn Trà My, còn gọi là Trần My. Bước đầu, cảnh sát đã mời những bên liên quan lên làm việc, lấy lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật. Sự việc bắt nguồn do mâu thuẫn trên mạng xã hội của hai cô gái. Chiều ngày 16 tháng 1, Trần My cùng cô gái tên Ca đến cửa hàng thời trang Trang Nemo trên đường Nguyễn Trãi quận 1 để giải quyết mâu thuẫn với Trang. Quá trình nói chuyện, chị Ca có lời lẽ bênh vực Trần My thì xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Chị Ca sau đó bị nhóm người giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương và nhập viện. Vụ việc được phía trang Nemo live stream nên gây chú ý cho cộng đồng mạng. Hàng trăm người sau đó kéo đến cửa hàng để theo dõi, gây náo loạn trên đường Nguyễn Trãi. Công an phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 đến hiện trường can ngăn, đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Vợ chồng sản xuất tiền giả, lĩnh án tù thật. Hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Ngọc Cường và Trần Mỹ Ngọc ở quận Long Biên, Hà Nội vừa lĩnh án 9 năm tù và 6 năm 6 tháng tù về tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả. Trước đó vào sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020, Trần Trí Tuệ đến nhà chị Nguyễn Như Tâm, sinh năm 1998 ở Long Biên, thuê chị chuyển 1,5 triệu đồng, gồm 3 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và tài khoản ngân hàng. Chị Tâm phát hiện có một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả, nên giữ lại không chuyển và nói chuyện với mẹ đẻ. Sau đó mẹ chị Tâm đã báo công an để giải quyết. Khám xét nơi ở của Trần Trí Tuệ, cơ quan công an phát hiện nhiều tờ tiền giả. Từ đây vụ án được mở rộng điều tra. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, Nguyễn Ngọc Cường sinh năm 1989 đã bàn bạc và hướng dẫn đồng bọn, trong đó có Tuệ, các công đoạn làm tiền giả tại nhà Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cả nhóm đã làm được nhiều tờ tiền giả. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 43 tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng và hai tờ tiền giả loại mệnh giá 50.000 đồng. Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Nguyễn Ngọc Cường sinh năm 1989, Trần Mỹ Ngọc sinh năm 1988 tham gia làm tiền giả và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi làm giả 41 tờ tiền. Sau khi bị phát hiện vợ chồng cường đã bỏ trốn sau đó ra đầu thú. Gian cảnh cướp giật iPhone 13 Pro Max ở thành phố Thủ Đức. Cơ quan điều tra Công an thành phố Thủ Đức, tỉnh Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thành, 21 tuổi quê Bình Định về tội cướp giật tài sản. Thành khai làm tài xế xe ôm công nghệ và sống lang thang tại thành phố Hồ Chí Minh. Gần Tết nhưng không có tiền tiêu xài, nam thanh niên nảy ra ý định cướp giật tài sản. Kế hoạch của Thành là ra bán điện thoại iPhone 13 Pro Max lên mạng. Khi có người đặt hàng, anh ta sẽ đi cướp giật để có điện thoại giao cho khách. Sau đó Thành thấy một tài khoản đang bán điện thoại iPhone 13 Pro Max nên hỏi mua với giá 33 triệu đồng và hẹn nạn nhân giao hàng tại phường Linh Triều, thành phố Thủ Đức. Tối ngày 4 tháng 1, Thành đến nhận hàng rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo thì bị anh ta xịt hơi cay. Chiếm đoạt được chiếc điện thoại, Thành bán lại cho một người tên Giang với giá 28 triệu đồng. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn về Bình Định và bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 7 tháng 1. Đồng lòng trộm hơn 45.000 đô la Mỹ, cặp vợ chồng cùng vào tù. Ngày 17 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vợ chồng bị cáo Lê Thị Linh Chi, sinh năm 1972 và Nguyễn Minh Vũ, sinh năm 1977, ngủ Hà Nội ra xét xử về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Chi Vũ đều không có công an việc làm ổn định. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5 năm 2021, Chi điều khiển xe máy chở chồng Liên Đêm về trên phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa Hà Nội, hai vợ chồng bị cáo nhìn thấy chiếc ô tô Toyota Prado đang đỗ sát lề đường bên phải. Trong xe có hai người đàn ông đang ngủ ở hàng ghế trước và cửa sau xe mở hé. Chi bảo chồng để chi vào xem có đồ gì không để lấy trộm. Vũ đồng ý và ngồi đợi ở xe máy, còn chi đi bộ đến chỗ xe ô tô lấy trộm ví da và hai cặp da màu đen để ở ghế sau, trong đó có 35 triệu đồng, 45.000 đô la Mỹ, iPad và một số giấy tờ. Cả hai bàn nhau phi tang hai chiếc cặp da ví da và iPad tại khu vực trước cổng ký túc xá trường đại học giao thông vận tải. Sáng hôm sau, chị Ngô Thị Hải Yến, nhân viên dọn vệ sinh khu vực trên, phát hiện hai chiếc cặp sách màu đen, trong đó có 40 triệu đồng và một số giấy tờ khác, đã mang tài sản trên về nhà với mục đích của ai để trả lại. Số tiền này chị Yến sau đó đã giao nộp lại để phục vụ công tác điều tra. Ngày 5 tháng 5 năm 2021, vợ chồng Chi Vũ mang 4.100 đô la Mỹ đến cửa hàng bán được hơn 96 triệu đồng. Có tiền, vợ chồng Chi sắm chiếc xe máy Honda Way giá 29 triệu đồng đem tặng em trai Vũ. Ngày 8 tháng 5 năm 2021, Vũ và Chi đặt cọc 900 đô la Mỹ để mua căn hộ trên đường Lạc Long Quân Hà Nội. Số tiền còn lại cả hai sử dụng để tiêu xài cá nhân. Đến ngày 8 tháng 5 năm 2021, cả hai đối tượng bị công an bắt giữ. Đánh sập đường dây chuyên livestream bán vũ khí thô sơ. Chiều ngày 17 tháng 1, công an thành phố Hà Nội đã thông tin về việc điều tra, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn. Tháng 12 năm 2021, qua thông tin trao đổi của cục A05, công an huyện Gia Lâm phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Định, sinh năm 1987, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, tạm trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, có biểu hiện mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép. Ninh được xác định là đối tượng có một tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép. Ninh còn quản trị các kênh YouTube Đao Kiếm Phong Thủy, Facebook Hùng Lâm, các kênh đó thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo, tài khoản mua bán vũ khí thô sơ. Công an xác định đây là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để cung cấp cho các nhóm đối tượng hoạt động ở miền Bắc và một số tỉnh thành trên cả nước. Cách thức bán hàng của đối tượng như sau, người mua xem sản phẩm trên YouTube, Facebook của Ninh, sau đó liên hệ qua Zalo Đao kiếm phong thủy hoặc qua hai số điện thoại để cọc mua hàng. Hàng sau đó được giao đến người mua qua dịch vụ chuyển phát của các công ty vận chuyển giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm. Bắt đối tượng tổ chức cho 4 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép. Ngày 17 tháng 1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức cho nhóm người Trung Quốc ở lại trái phép. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Tuấn, sinh năm 1981, trú tại 33 Kình 1D, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu cuối tháng 11 năm 2021, thông qua một tài khoản Zalo, đối tượng Nguyễn Trọng Tuấn đã nhận chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Bắc Ninh đi Đồng Nai với giá 24 triệu đồng. Sau đó đối tượng này thuê Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1987, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chở thay mình với giá 17 triệu và được hỗ trợ thêm 1 triệu tiền ăn. Như vậy đối tượng Tuấn hưởng lợi 6 triệu đồng. Trước đó vào ngày 21 tháng 11 năm 2021, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch số 2 trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền, đối tượng Nguyễn Xuân Trường đã bị công an huyện Phong Điền thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ trong lúc đang đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Đi làm móng chơi Tết, cô vợ bị chồng xông vào quán hành hung. Mới đây mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ẩu đả trong một tiệm làm nêu. Đoạn clip cho thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi trên ghế trong quán nêu thì bị một người đàn ông được cho là chồng xông vào đánh đập dã man anh ta túm tóc vợ, vung những cú đấm như trời giáng xuống đầu và mặt vợ. Thậm chí anh ta còn nắm tóc kéo vợ đứng dậy rồi tát cô một phát cháy má. Ngay cả khi cô ngã xuống sàn nhà, anh ta còn ngồi đè lên người vợ tiếp tục đánh đập nạn nhân dã man không thương tiếc. Trước trận đòn như tử của chồng, người vợ hoàn toàn không thể phản kháng được, cô chỉ có thể ôm đầu chịu trận, cố gắng thoát ra ngoài. Tuy nhiên dù được ba người phụ nữ trong quán can ngăn, nhưng họ phải chật vật mãi mới có thể kéo được gã chồng vũ phu ra ngoài, mở đường cho người vợ chạy trốn. Người vợ bị xé rách cả áo trong lúc ẩu đả. Lúc đứng dậy cô còn đứng không vững, lảo đảo đẩy bàn ra, bỏ chạy ra ngoài. Mặc dù không rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này là gì, vụ việc xảy ra ở đâu và vào thời điểm nào, nhưng đa số cộng đồng mạng đều lên án hành động vũ phu của gã chồng. Cách đó không lâu, đoạn clip ghi lại hình ảnh một ông chồng xông vào tiệm làm tóc hành hung vợ vì đi làm tóc mà không báo trước cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Bắt quả tang vụ vận chuyển gần 27.000 bao thuốc lá nhập lậu, ngày 18 tháng 1, thông tin từ công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Công an tỉnh đã bắt quả tang vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu. Theo đó, sau thời gian theo dõi thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng ngày 16 tháng 1, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, công an tỉnh Gia Lai phát hiện bắt quả tang đối tượng Cao Văn Thiết, sinh năm 1990, trú tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, chỗ ở hiện tại tại Bình Giáo, Chư Prong, Gia Lai, có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Cụ thể vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, đối tượng Thiết đang điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ, hướng từ huyện Đức Cơ về thành phố Pleiku. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 3, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe có 26.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Z. Thời điểm kiểm tra, trên xe có một đối tượng khác cùng chú xã Bình Giáo, huyện Chư Prong. Tại cơ quan điều tra, Cao Văn Thiết khai nhận được một số đối tượng thuê vận chuyển thuốc lá từ huyện Đức Cơ về thành phố Pleiku. Toàn bộ thuốc lá không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.